Đây các bạn, đây là một sản phẩm Ford EcoSport được sản xuất vào năm 2018. Về phần động cơ và hộp số thì xe này đã được trang bị động cơ cũng như là hộp số mới rồi, 1.5 lít. Xe thì Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Huy đã làm maru, đã kiểm tra rất là kỹ, mọi thứ đầy đủ hết rồi. Các chị và các bạn chỉ việc lái xe về mà mình sử dụng thôi nha, không lo lắng vì bất kỳ vấn đề gì cả. Thì đây là các bạn, phần đầu xe với phần thiết kế là những chi tiết mà chrome thì tạo nên cho phần phía trước của xe một cái gì đó khá là trẻ trung cũng như là thể thao, đúng với tên của nó là một chiếc xe EcoSport. EcoSport đèn với những chi tiết phần ở trong thì chúng ta có thể cảm nhận được là nó toát lên một cái vẻ gì đó rất là sáng cũng như là về cái độ ngầu của đèn. Một chiếc xe rất là đẹp. Đèn thì các bạn thấy sáng bóng luôn, chủ xe đi giữ kỹ, cực kỳ kỹ luôn. Thì khách này thì bên Huy có qua có xem xe, thì chủ xe giai đoạn này thì ảnh ít đi và xe thì được giữ ở trong nhà cũng như là che chắn khá là kỹ, cho nên là về phần ngoại thất cũng như là nội thất bên trong còn rất là đẹp. Thì bên Huy chủ yếu là lấy xe này về là làm maru, dọn dẹp vệ sinh lại thôi các bạn. Rồi một điểm nữa của chiếc xe Ford EcoSport này thì về phần cửa các bạn, phần cửa thì với thiết kế những chi tiết có cái đường găng này các bạn thấy không? Đó, đường găng nó tạo nên cho một chiếc xe này một cái vẻ gì đó rất là cứng cáp. Kết hợp với đó là ở phần bên trong thì được bố trí những cái thanh thép gia cố ở bên trong nữa, cho nên là khi mà có xảy ra va chạm gì thì EcoSport vẫn rất là an toàn. Cửa đồ thiết kế khá là nặng nha các bạn, một chiếc xe của Mỹ, của Mỹ. Ok rồi, mâm thì sử dụng những cái nan hoa khá là đẹp, đèn sáng bóng luôn. Rồi về phần ở phía sau thì chúng ta có thấy được cái ốp bánh dự phòng thì thiết kế với một cái hình kiểu mai rùa khá là bắt mắt khá là bắt mắt các bạn. Xe thì có trang bị 4 cảm biến gear ở phía sau, ở phía cản sau này các bạn, cùng với camera gear luôn, camera gear ở phía cản sau luôn. Ở đây các bạn, camera gear thì nó được trang bị ở vị trí này đó, cho nên là gear của chiếc xe Ford EcoSport này thì khá là an toàn rồi, nhỏ gọn. Được trang bị tới 4 cái cảm biến và một cái camera ở phía sau thì chắc chắn là rất an toàn. Này là nút bấm mở cốp sau nè, thiết kế với những chi tiết mà chrome rất là đẹp. Đây các bạn. Đó, bố thắng sau thì sử dụng bố thắng điện nha. Này gầm nhũn thì quay cho các bạn xem qua. Bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi, cho nên là các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì không có lo gì cả. Cảm thấy giá cả hợp lý là liên hệ bên Huy sẽ tư vấn rõ hơn. Này ra vào cửa bằng cảm biến sờ nha các bạn nha. Chỉ cần sờ vào thì tự động cửa nó mở ra hoặc là đóng lại tùy vào chế độ. Có dán phim đầy đủ rồi. Ok, rồi sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về phần ngoại thất của chiếc xe Ford EcoSport này 2018. Thì Huy sẽ mời các anh chị và các bạn xem thêm về phần nội thất bên trong để đánh giá chi tiết hơn về chất lượng của chiếc xe này. Rồi Huy mời các anh chị và các bạn nha. Đây các bạn, thì chúng ta cùng nhau xem qua về phần nội thất bên trong của xe. Đây là phần tappy của phần cấp sau nha các bạn nha. Còn rất là mới và đẹp. Chủ xe đi giữ kỹ, bên Huy chủ yếu về làm maru vệ sinh lại thôi. Đó, đây các bạn, quan sát thấy rất là sạch luôn. Ở dưới sàn thì chủ xe đã bọc một cái tấm lót sàn simili, khá là tiện, sạch sẽ luôn. Cho nên là khi mà mình đi mà mình chở những cái đồ đông lạnh mình cũng đỡ sợ nó bị ướt. Đây mình nhìn từ phía sau lên Ford EcoSport. Đây,
Do này do thể thao nha các bạn, do theo xe do xịn nha. Ghế là ghế thể thao với những cái nang, đó, những cái tép mà nhìn rất là đẹp, đẹp mắt luôn. Còn chất liệu da thì khỏi phải chê rồi. Xe for thì da ghế khá là tuyệt vời. Xe này có cửa sổ trời luôn nha các bạn nha. Đó, mẫu này là mẫu cao cấp cho nên là có đầy đủ đầu đi DVD với hệ thống sinh ba, thì có thể điều khiển bằng giọng nói luôn nha các bạn. Tapi cửa rất là đẹp luôn, da ghế thể thao. Ok nha. Rồi mình xem sơ lược cái phần phía trước luôn. Công tắc điều khiển là sử dụng là tự động một chạm ở cửa người lái nha các bạn. Ghế rồi, coi da ghế rồi còn rất là mới và đẹp. Hay khổ lăn. Với những chi tiết mà được khoét lỗ như thế này thì nó tạo nên phần vô lăng rất là dễ thương, nhìn khá là thể thao đẹp luôn. Nó tạo nên độ nhám các bạn, độ nhám. Xe trang bị nút bấm start top khởi động nha các bạn. Đó. Xe này thì trang bị tới 6 túi khí, 6 túi khí. Đó, cửa gió điều hòa thì có chế độ auto tự động này, có chế độ là TCS off, có TCS. Thiết kế rất là đẹp luôn, bắt mắt. Màn hình có chế độ dẫn đường luôn nha các bạn. Có chế độ dẫn đường. Ok, rồi. Thì sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về tình trạng của chiếc xe Ford EcoSport. Nội thất cũng như là ngoại thất còn rất là đẹp. Một phiên bản Titanium, phiên bản cao cấp của dòng Ford. Rồi, tiếp theo thì Huy mời các bạn xem sơ lược về phần động cơ. Đó, về phần động cơ. Động cơ thì còn nguyên bản nha các bạn. Bên Huy cam kết về chất lượng động cơ cho các anh chị và các bạn chưa từng tháo rã đầy tô. Còn nguyên bản. Dynamo. Rất là mát. Thì hiện tại chiếc xe Ford EcoSport này đang được Toyota Hiroshima đang cảng bên Huy chào bán với giá là 515 triệu. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao. Bản cao cấp của Ford EcoSport. Xe khá là ok, khá là chất lượng. Thì anh chị và các bạn nào có nhu cầu sử dụng cho gia đình thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu sản phẩm Ford EcoSport này. Rồi thì Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Và hiện tại thì Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy cũng đã về rất là nhiều những cái sản phẩm xe qua sử dụng. Các anh chị và các bạn có nhu cầu sản phẩm nào thì vui lòng để lại ở bình luận ở phía dưới hoặc đăng ký kênh để khi có xe Huy chuyển lên kênh thì các chị và các bạn sẽ là những người đầu tiên sẽ thấy được những sản phẩm mà bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy đang có. Thì cảm thấy giá cả hợp lý thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho các chị và các bạn nha. Rồi Huy xin chào và hẹn gặp lại ạ.